Tạo sợi Fly Brows có đau không? Cũng là băn khoăn của các chị em khi muốn làm đẹp chân mày tự nhiên. Câu trả lời là không. Chuyên viên sử dụng đầu kim siêu nhỏ với cấu trúc lò xo, đưa mực xuống dưới da. Quy trình tạo sợi có trợ tê trong khi làm nên 100% khách hàng sẽ không cảm thấy đau đớn. Khách hàng thậm chí có thể ngủ cả trong khi chuyên viên tạo sợi Fly Brows.